tay đập vào nhau làm 36 lần trị bệnh. Phòng ngừa và điều trị các bộ phận trên khuôn mặt của người bệnh. Phương pháp thứ hai, thủ trưởng tác kích. Mở lòng bàn tay ngang, đập hai bên má tay vào nhau làm 36 lần trị bệnh. Chữa các chứng đau đầu nặng, thư giãn các phần cơ bắp và phòng ngừa các nhóm xương khớp. Phương pháp thứ ba, thủ oản ngũ kích. Hai tay xòe ra và chập lại hình bông hoa, đập hai cổ tay vào với nhau làm 36 lần trị bệnh. Phòng ngừa các bệnh về tim mạch, đau ngực tức ngực, làm giảm mệt mỏi và căng thẳng. Phương pháp thứ tư, khổ khẩu giao xoa hũ kích. Xòe hai bàn tay ra, đan ngón tay cái đập vào nhau làm 36 lần trị bệnh. Phòng ngừa và điều trị các bệnh về tuần hoàn ngoại vi như tê tay, tê chân, tê đùi. Phương pháp thứ năm, thập chỉ giao xoa hũ kích. 10 ngón tay xòe ra, đan ngón tay va vào nhau làm 36 lần trị bệnh. Phòng ngừa và điều trị các bệnh về tuần hoàn ngoại vi như tê tay, tê chân, tê đùi. Phương pháp thứ sáu, tạ trưởng kích hữu trưởng tâm. Tay trái đấm vào lòng bàn tay phải làm 36 lần trị bệnh, giảm thiểu về các bệnh mệt mỏi lao lực, giúp làm tăng khả năng tỉnh táo. Phương pháp thứ 7 làm y hệt như phương pháp thứ 6 nhưng ngược lại, tay phải đấm vào lòng bàn tay của tay trái. Phương pháp thứ 8 thủ bối hỗ tương phách kích, dùng hai bàn tay úp hai bàn tay đập vào nhau làm 36 lần trị bệnh, điều chỉnh chức năng cơ quan nội tạng và phòng ngừa các bệnh về tiểu đường. Phương pháp thứ 9, dùng hai bàn tay niết hai bên tai, bên trên vòng tai trở xuống, làm 36 lần trị bệnh. Chữa các bệnh về mắt, các bộ phận trên khuôn mặt và các bệnh về bộ phận não bộ, phòng ngừa các bệnh về tuần hoàn ngoại vi. Phương pháp thứ 10, hai bàn tay cọ sát vào nhau cho ấm rồi dùng hai bàn tay che lên mắt, làm 6 lần trị bệnh, phòng ngừa cận thị, lão hóa và mờ mắt. Phương pháp này rút ra từ một phần của bài tập khí công được hình thành trong y học cổ truyền. Chúc các bạn thành công!